Huấn luyện viên Chu Xi dặn dò Quang Hải, Quế Ngọc Hải trước khi chia tay. Sau khi về nước, huấn luyện viên Chu Xi động viên Quang Hải, Quế Ngọc Hải tập trung điều trị chấn thương để sớm trở lại thi đấu cho tuyển Việt Nam trong các đợt tập trung sắp tới. Tối ngày 18 tháng 10, tuyển Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài sau chuyến bay thẳng từ Seoul, Hàn Quốc. Trước khi chia tay, huấn luyện viên Philip Chu Xi dành nhiều lời động viên cho các học trò, đặc biệt là những cầu thủ đang gặp chấn thương như Quang Hải, Quế Ngọc Hải. Nhà cầm quân người Pháp chúc bộ đôi này sớm bình phục để trở lại khoác áo đội tuyển. Ông cũng căn dặn các cầu thủ khi trở về câu lạc bộ tiếp tục nỗ lực tập luyện để duy trì phong độ cho đợt tập trung quan trọng sắp tới. Trong đợt tập trung chung dịp FIFA Days tháng 10, tuyển Việt Nam thi đấu 3 trận giao hữu và đều phải nhận thất bại. Đoàn quân của huấn luyện viên Chu Xi để thua Trung Quốc và Uzbekistan cùng với tỷ số 0-2, sau đó nhận thất bại 0-6 trước Hàn Quốc. Dù vậy, những trận thua này mang đến cho tuyển Việt Nam nhiều bài học bổ ích khi cả 3 đối thủ đều là những đội bóng hàng đầu châu Á. Đoàn quân của huấn luyện viên Chu Xi đang trong quá trình xây dựng lực lượng để hướng tới mục tiêu World Cup 2026 và vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Ở các trận đấu vừa qua, huấn luyện viên Chu Xi tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ ra sân nhằm giúp họ tích lũy kinh nghiệm, tiến bộ hơn trong tương lai. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào đầu tháng 11, sau khi các cầu thủ hoàn tất lượt trận thứ 3 tại V-League mùa giải 2023-2024. Trong đợt tập trung này, thầy trò ông Chu Xi sẽ thi đấu 2 trận thuộc bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo lịch, đội tuyển làm khách của Philippines vào ngày 16 tháng 11 trước khi tiếp đón Iraq trên sân nhà vào ngày 21 tháng 11. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.